Này giới thiệu cho quý vị trong chương trình lễ hội ha, chỗ đổ bánh tráng ngay chỗ cổng ra vào gì. Cảnh cũng những cái dịp Tết ha, mới có cái chương trình đổ bánh tráng nhiều gì. Thì cũng ghi hình cho cô chú xem ha. Ngay chỗ đổ bánh tráng đây. Ở những cái ngày cận Tết mới có dưới quê xưa không gì. Bây giờ thì nói chung có những cái lò thì đổ quanh năm luôn. Để mình sẽ hỏi chị một số cái thông tin ha. Rồi để xin phép mang cái mì. Chị cho em hỏi mình ở đâu? Dạ em ở. Nào vậy? Ung Môn hay là gần đây chị? Ở Thuận Hơn, huyện Thốt Nốt. Rồi Thốt Nốt mình xuống ha. Dạ. Dạ tham gia cái lễ hội năm nay. Dạ. Địa điểm mình là gần chỗ khu nổi tiếng ở trên gì chị? Trên Thuận Hưng, trên huyện cha cổng ra giao trà huyện Thúc Nốt của trên Thuận Hưng á. Thuận Hưng luôn. Dạ. Mình tham gia là nguyên lễ hội là mấy ngày chị? 5 ngày. 5 ngày. Okay. Chỉ là một loại là này thôi chứ có ngọt hay là có gì nướng gì không chị? Có ngọt, có nướng luôn. Loại gì? Ba loại, như cái loại này là mình nướng ra nè. Loại này là để nướng. Ừ. Rồi. Rồi loại bánh ngọt là mình loại dẻo á, mình xé mình ăn. Nó có nước cốt dừa đàng hoàng, đường đàng hoàng. Có nước cốt dừa luôn. Có. Bánh này cũng có nước cốt dừa nữa nè. Rồi có nước cốt dừa luôn. Là mình tham gia là hết lễ hội luôn đó chị. Dạ. Ở trên Thốt Nốt xuống. Dạ. Thốt Nốt Thuận Hưng xuống. Sáng nay mình tráng mấy loại gì có ngọt cho tới. Hai loại. Hồi nữa mình tráng bánh này, giờ này tráng lá dừa, bánh dừa. À. Bánh dừa nướng đó, rồi hồi nữa cái mình tráng bánh lá dứa. Lá dứa. Cuốn nhân đậu xanh. Ngay cổng ra vô dễ tìm ha. Bay qua lụm. Cái gian hàng phía trước của chị luôn hả? Dạ. Okay. Có to gì chị? Có. Dạ. Ở dưới này hết. Chị tên gì và số điện thoại nếu mà có ai liên hệ mua số lượng nhiều á chị? Dạ, đó số điện thoại bà cho các phạt cả. Số điện thoại là 0937 564 323. Không không, chỉ đọc đi. 09 mấy chị? 09 0937. 0937 564 564 323 cái gì đó, chị đọc lại nữa. 0937 564 223. Rồi cơ sở mình tên gì? Dạ, Trần Thị Úc Thơ. Úc Thơ Thốt Nốt ha. Dạ. Thốt Nốt Thuận Hưng. Đây đó cháu rồi. Rồi em cảm ơn chị nhiều ha. Rồi chúc chị nguyên lễ hội bán thật là nhiều luôn. Rồi ok. Rồi hẹn gặp lại quý vị ơi. Khu vực bánh tráng quý vị. Đây là Thốt Nốt Thuận Hưng nổi tiếng. Thì mình đi ra ngoài mình ghi hình chỗ cái gian hàng của chị luôn ha. Ok. Khi mà tráng xong đó quý vị. Thì ra chỗ này phơi luôn nè. Phơi chỗ này. Phơi trước luôn. Đây là nguyên cái gian hàng bán bánh tráng của chị nè. Nằm trong cái lễ hội bánh dân gian ha.
Nướng luôn hả anh? Nướng luôn. Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng ha, trên Thốt Nốt có gì. Rồi, gì này nướng luôn. Ơi, nó gớt cái ngày kìa anh ơi. Ở ngoài kia thì đổ xong rồi phơi xong vô đây nướng luôn. Phơi chán luôn ngoài kia. Nguyên cái công đoạn luôn, ra bánh luôn. Rồi sau khi nướng là ra đây. Như vậy là nguyên cái quy trình luôn cô chú ơi. Rồi, một số hình ảnh tại cái gian hàng bánh tráng cái gì Thuận Hưng ha, cũng nổi tiếng ở Cần Thơ mình, thì nằm ở trên Thốt Nốt cái gì, cũng là thu hút khách du lịch ha. Chúc sức khỏe của chú và xin một like video để ủng hộ chương trình.